Xin chào các chị. Ủa mày nghỉ hôm nay tao chưa hay không mấy ngày nữa. Tao đã nói là đi tìm đến khi nào mà giờ lẽ đi về. Tới giờ lẽ thôi. Tao giờ mới. Đi tiệc có vài điều mấy. Yeah, em xin chào các chị. Em cảm ơn chị Minh Thu. Trời ơi, chị ơi sao lúc nào chị em không thấy chị. Chị chúc em bán hết hàng rồi chị ơi. Chị này chị ở đâu vậy? Trời ơi, đẹp lắm. Nè, lấy liền đi. Tết, 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 rồi. Tết, 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 rồi. Ôi trời ơi. Phan Thu Trâm 59, Phương Võ 59,
Cao Ngọc Thị Kim 59, Diệp Thị Minh Hiếu 2 áo 59, Sáu Trương 59, Kim Hoàng 59, Ngọc Đỗ Bích 59, Hồng Huỳnh 59, Mỹ Huệ 2 áo 59. Quá đẹp. 150.000 một áo nha các chị nhá. 150.000 một áo đi, phí phí toàn quốc cho mình các tình. Hoa Nguyễn Thị Việt 59. Em hết nhá. Cường hàng thiết kế, nếu mà các chị không chốt đơn nha, và đặc biệt là các chị không có, các chị mà bị ẩn và men á, là các chị ơi, các chị sẽ rất là khó mua vô cùng. Nó không phải như những hàng tơ tằm mà nhà em bán cả 100-200 áo là không có đâu nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Bây giờ các chị ơi, em thống nhất như vậy với các chị nha. Cảm ơn các chị rất là nhiều trong thời gian vừa rồi á, là đã ủng hộ hàng thiết kế của nhà em. Thay vì nhà em vẫn bán các chị là quần này giá 100.000 thì em sẽ tính cho các chị chia lại quần cho các chị mua thôi. Giá em tính các chị 80.000 một quần thôi nhá. 150.000 một áo, 230.000 một bộ kèm miễn phí ship cho mình luôn. Còn nếu chị không lấy quần thì bên em vẫn tính giá là 150 một áo. Còn quần là em hỗ trợ cho các chị, thay vì 100.000 em tính các chị giá 80 thôi. Ok nhá. 74 cho em giá 150. Phương Chi 74, Hương Võ 74, Sáu Trương 74, Hoa Hồ 74. Kim Hoàng 74. Má trời, quả đất nó đẹp rồi. Yên Nguyễn 74. Quá trời, quá đất nó đẹp luôn các chị ơi. Đinh Ngọc Tú 74, Teresa Nguyễn Thảo 74, Nguyễn Thị Hải 74 set. Quá, cái màu vàng đồng. 150 một áo các chị ơi, 230 một bộ nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em. Trời ơi nó đẹp. Cũng đẹp, không có điểm trừ luôn á. Giá cho em là 150 một áo các chị ơi. Quá trời quá đắt chưa. 59 em hết rồi. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em ha. Nhớ chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Quá. Không có nhiều đâu các chị. Không có nhiều để mua đâu. Chứ không phải là tối thế còn bao nhiêu thì bán bao nhiêu thôi, chứ không phải như hàng tơ tằm hàng gì mà cứ bán hàng trăm áo là cũng có. Nguyễn Ngọc Huệ 74, Thanh Vũ 74. Ôi ôi nó đẹp. 150 một áo các chị ơi, 790 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 790 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo nha các chị nha. Giá mà hàng thiết kế mà bán cỡ này cho các chị mà giá con 150.000. Phương Lan Trần 790, Võ Loan 790, Kha Ly Trần Lý 790, Nguyệt Nguyễn 790, Uyên Thanh 790, Kim Hoàng 790, Lê Ngọc Yến 790, Hằng Hồ 790, Oanh Trần 790 xét, Nguyễn Nga 790, Phương Võ 790, Vân Thu 790, Đoàn Hà 790, Nguyệt Vũ 790, Hoàng Thiên Sa 790. 150.000 một áo các chị ơi, 250.000 một bộ. 150.000 một áo, 790 em hết nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 908 cho em. Đây bóng ngày mai mới đưa. Ôi trời, đã sẵn phẩm rồi, nó đẹp. 908 cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 908 cho em nha các chị nha. Ôi trời đất ơi. Anh Phạm 908, Phương Võ 908, Messenger 908 set. Dạ ok chị Mỹ Duyên. Thu Lê 908, Nguyễn Vân 908, Nguyễn Thủy Kim Tuyền 908, Hồng Thu 908, Mai Nguyễn Thi Mai 908, Kim Hoàng 908, Hằng Hồ 908, Mến Bắc Ninh 908,
Hương Nguyễn 908, Hoa Hoàng 908, Hoa Đông 908, Thu Sương Nguyễn 908. 908 em hết nha các chị ơi. 150 một áo, 230 một bộ. 150 một áo, 230 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 501 cho em nha chị ơi. Ôi trời đất ơi, đẹp quá. 501 cho em, giá 150, 230. Chị nào lấy thì các chị chốt 501 cho em. Bán vậy thôi thăm rồi, cho tôi tắm lên các chị nha. 501 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 501 cho em các chị ơi. Quá đẹp. Quá xuất sắc. Lựa cho chị 1-2 mẫu đỏ cho lên để bán cho các chị Tết. Đây là đỏ, đây là con Lê Ngọc Yến 501, Hương Nguyễn 501, Oanh Phạm 501. Đẹp lắm luôn á. 151 áo. Hàng Hồ 501, Hải My 501, Vân Anh Nguyên 501. Lan Anh Nguyên 501, Thu Lê 501. Ngọc Đỗ Bích 501. Đó, 501 cho em giá 150.000 một áo. Quần em hỗ trợ cho các chị giá 80.000 một quần 2 mét. Sẽ phải là lụa sa tiên nha. Thì nào lấy thì các chị có 501 cho em. Sàng lắm. Sang cực kỳ sang luôn. Tơ tằm trắng thì mấy đứa khác chưa? Tơ tằm trắng thì các chưa? Tơ tằm trắng thì các chưa? Có về 3 cây tơ tằm trắng mọc với con ca nó có khác không? Một 135 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 135 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ các chị ơi. Các chị thiết kế này mà các chị còn phải có thiết kế nào đẹp hơn nữa không? Đúng rồi, cho mình khỏe luôn nha các chị. Mình khỏe thật sự luôn á. 10 mẫu phải nói là như Na Nguyễn 135, Oanh Kiều, Oanh Nguyễn Kiều 135, Hồng Trinh 135, Thùy Thùy 135, Hồng Thu 135 set, Diệu Huyền 135 3 áo, Messinger 135, Nguyệt Vũ 135. 135 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 135 cho em. Hàng Hồ 135, Nguyệt Huỳnh 135 xếp, Mai Nguyễn Thi Mai 135, Hạnh Hiếu 135, Hương Nguyên 135, Nguyễn Minh Thanh Phượng 135, Ngọc Dung Nguyễn 501. Giá cho em là 150 một áo, 230 một bộ, miễn phí ship toàn quốc cho mình. Riêng quần em hỗ trợ cho các chị giá 80.000 một quần nha các chị nha. 2 mét khổ 1m6, chắc phải là lụa sapphire nha các chị ơi. 770 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 770 cho em. Không bán thiết kế cho các chị. Hành Võ 770, Mai Mai 770, Phương Lan Trần 770, Dương Tuyết Mai 770, Hương Võ 770, Tuyết Nguyên 770. Tina Phạm 770. Kim Hoàng 770. Công kỳ 770 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 770 cho em nha các chị ơi. Mẫu này các chị chốt cho em là 680. Đào Anna Nguyên 770. Mẫu này các chị chốt cho em là 680 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 680 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo các chị ơi. 230.000 một bộ nha các chị nha.
Trâm Nguyễn Anh 680, Phương Võ 680, Oanh Phạm 680, Hàng Hồ 680, Mỹ Huệ 680 xếp. Đi Ngọc Tú 680, ok chị Hoàng Thị Tuyên. 6 Trương 680, Kim Hòa 680, Messinger 680, Mai Mai 680 xếp. Nguyễn Ngọc Huệ 680, Trang Bùi 680. Giá cho em là 150. Phương Nguyễn 680, Phương Chi 680, Quỳnh Anh 680 nữa em hết. Cái màu siêu lạ luôn và đẹp lắm. 31 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 31 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo. Riêng quần em hỗ trợ cho các chị giá 80.000 một quần khi các chị có mua đơn hàng áo. Còn các chị ơi, còn nếu các chị bảo em ơi lấy cho chị cái quần này một màu một đơn hàng như vậy thì các chị vui lòng tăng live stream giúp em nha. Khi nào em bán thì em sẽ chốt cho mình. Còn tuyệt đối là không chốt cho mình không cái quần đâu các chị ơi. 31 cho em giá 150.000 một áo thật tầm luôn á. Các chị mà nhìn mấy cái này ở ngoài mà các chị không nghiền nữa thì thôi luôn á. Chất vải lụa tơ tằm của nhà Tú đặc biệt luôn, đặc biệt độc quyền luôn á. Nana Nguyễn 31 set, Trần Thị Kim Lệ 31, Phương Võ 31, Hồng Thu 31 set, Hoàng Thị Tuyên 31, Thùy Thùy 31, Oanh Phạm 31 set, Hương Nguyên 31, Nguyễn Minh 31, Xuân Phạm 31, Cao Ngọc Thi Kim 31 xét, Ngọc Loan Nguyễn 31 xét, Thúy Ngô 31 xét, Thủy Đinh 31 xét, Thanh Thọ Nguyễn 31 xét. 31 em hết nha các chị ơi. 150.000 một áo, 230.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt ngay và liền cho em chất liệu và lụa tơ tằm thiết kế của nhà Tú. 36 cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em ha. Có 4D không cô ơi, trời ơi 4D bán xung quanh quá trời luôn rồi cô ơi. Quá trời quá đất rồi cô ơi. Bán gần hết kho luôn rồi. 36 cho em nha, chị nào lấy thì các chị chốt 36 cho em. Cho em là 150 các chị ơi. Thảo Bùi 36, Phương Thúy Trương 36, Dương Tuyết Mai 36, Phương Võ 36, Hoàng Thị Tuyên 36, Thu Sương Nguyễn 36, Thanh Vũ 36, Mỹ Huệ 36, Đinh Ngọc Tú 36 xét, Đinh Hiền 36, Hạnh Hồ 36, Vũ Nguyên 36, Kim Anh 36 xét, Phường Nguyễn 36, Lê Ngọc Yến 36 nữa em hết 36. Giá cho em là 150, 230 cho các chị nha. 74 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Thả Bùi 74, Thúy Hồng 74, Phan Thu Trâm 74, Trâm Nguyễn 74, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 74, Hoa Ly Nguyễn 74, Kim Anh 74, Oanh Phạm 74, Kim Nguyên 74, Phương Võ 74, Nguyễn Hiếu 74, Liễu Nguyên 74, Thanh Huyền 74, cho tơ tằm lên đi tơ nhỏ ơi. Phương Nguyễn 74. Mẫu này là em có may để các chị.
cái áo này ra đây cho mấy chị xem. Trần Thị Hoa 74 150 ngàn 74 em hết ơi. Nha các chị ạ. 150 ngàn một áo cho em nha các chị nha. 16 cho em giá 150. Chị nào lấy chị các chị chốt 16 cho em. Mỗi em có may sẵn luôn. No. May sẵn luôn á các chị. Để bắt đầu mặc cho các chị đó. Tại mấy ngày nay em có việc nên em không có mặc áo dài á. 16 cho em giá 150 nha. Chị nào lấy chị các chị chốt 16 nha. May sẵn luôn. Trâm Nguyễn Anh 16, Vũ Thủy 16, Tina Phạm 16, Đặng Thị Bình Minh 16, Oanh Phạm 16 set, Hằng Hồ 16, Mỹ Huệ 16, Trần Khuyên 16, Thúy Nguyễn 16, Nguyễn Hồng 16, Vũ Nguyên 16, Tuyết Mai Nguyễn 16, Hằng Nguyên 16, giá cho em là 150. Hồng Võ Thi 16, Võ Hạnh 16, Võ Vấn 16, Ngọc Huệ 16, Viên Nguyễn 16 set, Messenger 16, Thảo Trinh 16, Ánh Trần 16. Một áo 230 một bộ nha các chị nha. 150 Phù Vân 16, Hồng Thu 16, Hứa Kiều Xuân 16. Chị thấy không? Bán không bán thiết kế cho các chị thôi. Bán là phải chuẩn 100% và phải rất rất là đẹp như vậy mới bán. Với cái giá mà các chị mua hàng thiết kế và giá có 150 ngàn em thật sự luôn em thấy quá là rẻ luôn. Giá siêu tốt cho các chị mua luôn. Mai Mai 74, Trâm Nguyễn Anh 74, Lan Phạm 16, Hằng Hồ 74, Thu Sương Nguyễn 7, hình như nãy có lên 74. Thu Sương Nguyễn 74, Hoa Nguyễn Thị Việt 74. Mỹ Huệ 74, Thùy Quyên 74. Nếu mà 7 thì còn em 2 không? 7 rồi đúng không? Đinh Ngọc Tú 74, Mai Chi 74 xét, Ánh Trần 74, Thanh Huyền 74, Sara Trần 2 áo 74, Nguyễn Điều 74, Kim Nguyên 74. Trần 2 áo 5 năm, Lý Trần 5 năm, Phương Lan Trần 5 năm, Thúy Hồng 5 năm, Thanh Thúy 5 năm, Minh Trần Thị Thu 5 năm. 5 năm em hết nha các chị ơi. Nhưng mà nó vẫn
không quên nhiệm vụ hôm nay làm hàng cho tụi mày nhờ. Lo 96 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 96 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ các chị ơi. Bốn của tụi mày đâu dễ. 96 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 96 cho em các chị ơi. Ôi ôi nó đẹp, chị ơi. Ánh Trần 96, Vương Thủy Hương 96, Thu Sương Nguyễn 96, Oanh Trần 96 xét, Oanh Phạm 96, Vân Vui Vẻ 96 xét, Minh Trần Thị Thu 96, Phượng Trần 96, Uyên Thanh 96, Tiên Tiên Trinh 96, Hạnh Hồ 96, Xuân Phạm 96, Tina Phạm 96, Hạnh Hồ 96 xét, Ngọc Cao Thị Kim 96. Em hết luôn các chị ơi. Em cho các chị một cái mẫu màu veo này cho nhiều chị thích là màu hơi tối tối chút xíu nhá. Em mang các chị khoảng 2 cho tới 3 mẫu nữa rồi bắt đầu chuyển qua tôi tầm hot hit của nhà em này. Về đợt này nữa không biết là còn hay không thì các chị phải mua hết thời gian. Đây. Chưa? Ôi. Không có điểm trừ luôn. 69 cho em, giá 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 69 cho em. 150.000 một áo quần, em hỗ trợ cho các chị em tính 80.000 một quần thôi. Trời ơi, cái màu xanh đen trai của người ta nó đẹp. 69 Thảo Bùi 69, Ánh Trần 69, Hằng Hồ 69, Phương Lan Trần 69, Tina Phạm 69, Hương Võ 69, Nguyệt Nguyễn 69, Sara Trần 2 áo 69, Thu Sương Nguyễn 69, Dương Tuyết Mai 69, Mai Thu 69, Lê Ngọc Yến 69, Lê Lê 69. 69 em hết nha. Trâm Nguyên 27, Hương Võ 27. Oanh Phạm 27 xét, Thu Sương Nguyễn 27, Xuân Phạm 27, Hoa Đông 27. Oanh Trần 27 xét. Tina Biên Nguyễn 27, Tina Phạm 27. Minh Trần Thị Thu 27 xét, Nguyệt Nguyễn 27, Oanh Nguyễn Kiều 27, Hoa Trần 27, Kim Loan 27, Không Tên 27. 27 em hết nha các chị ơi. Lên cho các chị một cái màu hồng trắng xem. Cho em 40, giá 150, 230 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị tốt 40 cho em. 40 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Vương Thủy Hương 40, Hương Võ 40. Vương Thủy Hương đổi cái bill sau lấy xét. Oanh Trần 40 xét, Hồng Thu 40 xét, Hương Nguyễn 40, Hằng Hồ 40, Oanh Phạm 40, Anh Phan 40, Trần Uyên 40 xét. Phổ cộng hả? Phổ cộng em có cái màu áo em mặc đó. Em bỏ đây cho các chị xem nha. Đưa cái áo phổ cộng của chị ra đây ha. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Mẫu này các chị mặc Quế Nguyên 40 cấp nữa thì thôi luôn. Mẫu này là một trong những mẫu mà nổi tiếng cực kỳ luôn á. Mai Thu 40 cho chị áo phổ cộng đậu chị đi ha. 40 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em. Còn 1 một trong những mã hàng siêu nổi tiếng luôn. Tiffany B Nguyễn 40. Còn ba. Đây, em có mẫu này là mã áo em mặc nhé.
Em còn chỗ này các bạn chừng chưa tới 30 áo là hết này các chị. Cho em mã số 27 giá là 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 27. Cô Huỳnh Thị 40. Mai mai 40 xếp. Cho em 27 giá 150 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 27 nha. Trời ơi nó đẹp lắm các chị. Em nhìn em còn mê luôn á, cái này là em hay được với thông tin. 27 trùng hả? 27 nên này. Sao mấy cái này tụi mày để đây nó trùng tà le tét lét vậy? Cho em 470 đi, em xin lỗi các chị. 470 cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 470 cho em. Mẻ này là đúng rồi, là không có điểm trừ luôn á, nếu các chị thích thổ cẩm. Lan Anh Nguyễn 470, Hàng Hồ 470, Hồng Thu 470, Mi Hoàng 470, Oanh Nguyễn Kiều 470, Oanh Phạm 470, Phù Vân 470, Nguyễn Lan 470, Dương Ngọc Trinh 470, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 470, Tiffany B Nguyễn 470, Lâm Thị Thanh Xuân 470, Liễu Trần 470, Mỹ Linh Phạm 470, Cúc Thị Nguyễn 470, Nguyễn Hà 470, Nguyễn Thanh Hương 470, Dương Ngọc Trinh 470, Hồng Trinh 470, Thương Nguyễn Thi 470, Trần Nhãn Hai Áo 470, Huỳnh Router 470, Nguyễn Ngà 470, Lê Thị Hiền 470, Thị Thủy 470, Phương Nguyễn 470, Trần Ngọc Hạnh 470, Trần Khuyên 470. 470 cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 470 cho em nha các chị nha. Các chị ôm đẹp lắm. Ôi ôi. Mặc với lại quần màu trắng này, mặc với quần màu hồng dâu này, mặc với quần màu xám lẹ là ok nhất rồi các chị. 470 cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 470 cho em nha. Được. Số 3 cho em giá 150 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt số 3 cho em 40 còn 1 áo đó nha. Không có đọc tên là không có chốt đơn đâu các chị ơi. Em đang bán cái này các chị lại nói qua với em là cái gì 4T thì em có bán 4T ngày hôm nay đâu các chị. Nguyễn Lan 470. Số 3 cho em giá 150 nha. Chị nào lấy Hàng Hồ số 3, Ánh Trần số 3, Mai Thu số 3, Nguyễn Dung số 3, Dung Võ số 3, Phương Võ số 3, Thảo Bùi số 3 xếp, Oanh Phạm số 3, Mai Lan Lê số 3, Tiffany B Nguyễn số 3. Minh Nguyệt số 3, Mèo Con số 3, Liên Hoàng số 3, Nguyễn Thường 2 xét số 3. Số 3 em hết nha các chị ạ. Rồi bán có tơ tầm cho các chị. Mẻ này là mẻ mà các chị hỏi em nhiều. Ôi là nhiều luôn. Tú ơi, cái màu xanh lá mà chụp hình là chim khổ bò sao rồi Tú. Đây các chị. Đây các chị ơi, cái này mà để tối bán thì đúng gọi là không còn một mét luôn. Chốt đơn cho em các chị ơi, 99.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 635 cho em một trong những mã mà làm mưa làm gió của nhà Tú ngày hôm sau là mọi người rong đi hỏi bài này về bán cho các chị luôn. Chốt xong. Sara Trần 6352 áo, Thảo Bùi 635, Oanh Phạm 635, Quyên Nguyễn 635, Mai Thu 635, Hương Võ 635, San Trinh 635, Dung Võ 635, Nguyễn Ngọc Huệ 635. Có bằng ngày không? Nếu mà nó gieo là nó gieo hết chứ không bao giờ mà nó gieo một nửa như vậy đâu. Tổng mấy? 8 đúng không? 10 chị. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa đúng 10 áo. Không bao giờ mà nó gieo như vậy đâu. Cho nên là hết là nó không gieo đó. Còn nó gieo hết xuống là nó gieo hết đấy. Đúng không? 150.000, à xin lỗi các chị, 99.000 một áo nha các chị nhé. Màu này các chị lấy thì các chị chốt 035 cho em. 035
cho em giá 99 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 035 cho em nha các chị ơi. Sara Trần 2 áo 035, Thu Sương Nguyễn 035, Huyền Trinh 035, Thanh Huyền 035, Ngọc Thạch Linh 035, Nguyễn Diệu 035, San Trinh 035, Trinh Hạnh 035, Ngọc Thu 035, Trâm Trần 035. 635 em hết rồi chị ơi. Hương Ngô 035. Nguyễn Hiền 035, My Hạnh 035, áo dài Ánh Hồng 035, Nati 035, Nguyễn Phương 035. 035 giá 99 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt. Ngọc Mai Nguyễn 035 xếp. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu đỏ. Kim Loan 035. Các chị ơi, đỏ này là đỏ đô tươi đấy, đẹp lắm. Có hết rồi, chỉ còn có bằng này nữa thôi là hết luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Giá cho em 99 ngàn một áo mà các chị ha. Giá cho em là 99 ngàn một áo. Miễn phí ship toàn quốc cho mình. Tơ tầm trắng này. Tô Sương Nguyễn đỏ, Hoàn Thị Tuyên đỏ. Tơ tầm trắng, trơn. Lấy đỏ chị ha ơi. Tuyết Mai Nguyễn đỏ xếp, Kim Loan đỏ, Đào Anna Nguyên đỏ, Mai Chi đỏ xếp, Ngọc Thu đỏ, Tuyết Nguyên đỏ, Nga Nguyên đỏ, Ánh Trần đỏ, Hoa Nguyễn đỏ xếp. Trần Khuyên đỏ, Nati đỏ. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ cho em. Giá cho em là 99 ngàn một áo nha. Mary Phạm đỏ, Nguyễn Thị Loan đỏ, Trần Thị Hoa đỏ xếp, Mai Thu đỏ. Màu này là màu vàng đồng nha các chị. Nguyễn Hiền 035 xếp. 664 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 664 cho em. Giá cho em là 99 ngàn một áo. Giá này là các chế còn cả ở dưới em ơi. Ánh Trần 664, Kenjo 664, Tuyết Mai Nguyên 664, Hoàn Thị Tuyên 664, Thu Dương Nguyễn 664, Kim Loan 664, Cầu Trần đỏ, Kim Vân Bùi 664, Ngọc Mai Nguyễn 664, San Trinh 664, Nga Nguyễn 664, Tiên Võ 664, Oanh Phạm 664, Thúy Phạm 664 2 áo, My Hạnh 664, Lê Nguyên 664. Jennifer Đàm đỏ. 664 là màu vàng đồng nha các chị nha. Các chị nào lấy thì các chị chốt 664 cho em. Rồi, các chị có Nguyễn Hiệp 664. Các chị hôm nãy, từ nãy giờ các chị đang mua tơ tằm của nhà em là tơ tằm thiết kế đúng không? Em có cho các chị hàng mộc trơn của nó luôn. Em có đi may một cái áo dài cắt tân luôn mà hôm nay chưa thấy nó treo luôn. Đẹp cực kỳ luôn, 100 ngàn một áo. Các chị không lấy cả tiền mình ha. Tơ tằm này là không có điểm trừ luôn ý. Trời ơi, nó đẹp lắm các chị ơi. Nè, hoa này là độc quyền của nhà Tú luôn đó các chị. Các chị lấy thì chốt cho em là tơ tằm trắng nha, 100 ngàn một áo. Tơ tằm trắng cho em giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt tơ tằm trắng cho em. Hôm vừa rồi em có được cho các chị có trên 100 áo, em bán đúng 5 phút. Sara Trần tơ tằm trắng 9 áo, Phi Anh Trần Thị tơ tằm trắng, Thu Dung Nguyễn tơ tằm trắng, Huyền Trinh tơ tằm trắng, Hương Võ 2 tơ tằm trắng, Kim Loan tơ tằm trắng,
Tiffany Bill Nguyễn tơ tằm trắng, Ngọc Thu hai tơ tằm trắng, Chen Su Su Thảo tơ tằm trắng, Nguyễn Ngọc Huệ tơ tằm trắng, Oanh Phạm hai tơ tằm trắng, Linh Lê tơ tằm trắng, Nguyễn Hoa tơ tằm trắng, Võ Mụi tơ tằm trắng, Kenjo tơ tằm trắng, Minh Phụng tơ tằm trắng, Duyên Hồng tơ tằm trắng, Đoàn Hà tơ tằm trắng, Nguyễn Thị Ánh Phít tơ tằm trắng, Vi Lê hai áo tơ tằm trắng, Nguyễn Thị Loan tơ tằm trắng, Hoa Hoàng hai tơ tằm trắng, Hoàng Thị Tuyên tơ tằm trắng, Hương Võ thêm một tơ tằm trắng. Thúy Phạm tơ tằm trắng. Huyền Thu tơ tơ tằm trắng, Tuyền Kim tơ tằm trắng, Nguyễn Diệu tơ tằm trắng, Nguyệt Nguyên tơ tằm trắng, Hương Không hai tơ tằm trắng. Đổ cái bill của Duyên Hồng lại, lấy cái bill này 5 áo. Đổ tơ tằm mà đẹp như thế này luôn à, các chị nào, các chị nhìn kỹ chưa? Duyên Hồng đổ cái bill này 5 áo. Các chị có 100 ngàn thôi. Trời ơi, nó phải nói là giá em hùng trừ với các chị luôn, là em bán đến độ mà giá các chị còn giật mình luôn mà. Thanh Huyền tơ tằm trắng. Quá là đẹp luôn á. 535 cho em giá 100 ngàn một áo, chất liệu là bộ tơ tằm như các bạn không? Nào lấy cái số 535 cho em. Ui. Quá. Còn đó. 535 cho em giá 100 ngàn một áo thì nào lấy. Tiffany B Nguyễn 535, Trâm Trần 535, Dung Võ 535, Hương Nguyễn tơ tằm trắng, Đào Anna Nguyên 535, Ánh Trần 535, Nguyễn Thị Ánh Tuyết 535, Tiên Võ 535, Nguyễn Hiền 535. Nguyễn Hường 535. Phương Võ 535. Màu này các chị cho em. Thanh Đào 535, Maria Nguyễn 535. Không có hàng để bán luôn á. Với cái giá này là không có hàng để bán luôn á. Cho nên là các chị không lấy thì tối em bán chính hết. 38 cho em giá 100 ngàn một áo. Nào lấy thì các chị tối 38 cho em. Trời ơi, chất liệu vải phải nói là đẹp mê, đê say mê luôn á, xuất sắc luôn. Minh Phụng 38, San Trinh 38, Nga Nguyễn 38, Thu Thủy 38, Hoàng Thị Tuyên 38, Nâu Nguyễn 38, Liên Hoàng 38, Trâm Trần 38, Hương Nguyễn 38. Thanh Thúy 38, Chiêu Nguyên 38, Trần Hoa 38. Thanh Đào 38, Thanh Thúy 38, Nguyễn Kim Khánh 38 xếp, Hương Sơn tơ tằm trắng, Thi Liễu 38. Trời. Khánh Ngân Võ 535 xếp. Đẹp lắm luôn á. Trời ơi là trời, đẹp tuyệt vời luôn á. Giá cho em được tăng ngày một áo cho các chị nha. Em đã nói với các chị là đi hàng này em bán cho các chị là chỉ bán duy trì thôi mà, đâu có bán lời lãi gì nhiều đâu, các chị tính đi. Giá vốn nhập thị nào là giá đã 80 ngàn, 80 ngàn một áo rồi. Tiên Võ 38. Chị ơi, chị lấy một bộ chứ có phải một áo đâu. Thì nếu có đọc tên mình rồi thì khi nhân viên chốt đơn chị cứ chẳng nói chuyện trực tiếp với các bạn luôn. Thì nhà em có là thứ nhất là có nhắn tin, thứ hai là có gọi điện chốt đơn cho mình mà. Từ nãy thì chị em cứ thấy chị comment lên. Trần Hanh Thúy 38 xếp. Đều có quần hết nha. Nguyễn Hương 38, Hương Xuân 38, Kenjo thêm một tơ tằm trắng. 38 cho em giá 100 ngàn một áo, 2 mét phủ 1m6, miếng xích toàn quốc cho mình nha các tình yêu ơi, chất phải là lụa tơ tằm. Chị nào lấy xếp thì các chị cứ đánh xếp lên luôn.
Còn nếu không thì đi nhân viên chốt đơn trao đổi trực tiếp với các bạn. Ờ chị muốn lấy quần, ok bạn sẽ lấy quần cho mình và tính tiền nhá. Jenny Phạm tơ tằm trắng. Vậy là tính ra em chỉ còn cho các chị được khoảng 2 tới 3 sẹo hàng thiết kế nữa thôi, em hết đấy, không có còn nữa đâu các chị. Hồi nỉ Thanh Vân tơ tằm trắng 11 cho em giá 150.000 một áo. Quần em có nói rồi đó, em sẽ hỗ trợ cho các chị giá 80.000 một quần 2m, khổ 1m6 chắc chắn lại luôn theo kia. Là em thấy mặt hợp lý nhất rồi. Còn nếu chị nào có nhu cầu mua quần khác nữa, ví dụ như là áo kim thì các chị cứ trao đổi trực tiếp với các bạn trước đơn nhà em nha. Nhưng mà em chẳng có thấy chị nào mua áo 150.000 mà mua quần 300.000 đâu. 11 cho em giá là 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 11 cho em. Phương Võ 11, Phương Lê 11, Tuyết Mai Nguyễn 11 set, Hoa Nông 11, Lê Ngọc Yến 11, Uyên Phạm Thị Thanh 11, Hoàng Thị Tuyên 11, Chu Ly Ngô 11, Hàng Hồ 11, Phương Nguyễn 11, Oanh Phạm 11, Đào Anna Nguyên 11, Lily 11, nữa em hết 11. Không có được em chốt cho các chị, mà các chị cứ comment lên là có đâu. Riêng đặc biệt hàng thiết kế thì em chỉ có 15 tăng cường được đúng 15 áo cho các chị trong một mẫu thôi. Và đặc biệt luôn là em có nhắc các chị rất là nhiều lần rồi là tuyệt đối hàng thiết kế sẽ không nhận đồng phục mình nha. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ nha các chị nha. 572 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 572 cho em ha các chị ha. Trời ơi 572 cho em, giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 572 cho em nha các chị nhé. Quá trời. Tiffany B Nguyễn 572, Hằng Hồ 572, Lan Nguyễn 572, Hoa Hồ 572. Năm 72 là màu trắng, chị nào lấy thì các chị chốt 572 cho em, trắng thiết kế đẹp lắm. Minh Phùng 572 set. Lê Huyền Trân 572. Mã này các chị chốt cho em là 439. Riêng đặc biệt hàng thiết kế này chỉ có 15 áo thôi, cho nên các chị không lấy thì em quay mã hết cho nhanh gọn lẹ nha. Hàng này bán lâu lắm các chị, bán rất là lâu vô cùng, được cho các chị 10 áo 15 áo luôn. 439 cho em giá 150 luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 439 cho em. Cái mẫu thổ cẩm này này, trong tất cả các cái mẫu thổ cẩm em làm nhiều lắm luôn rồi, có được cái mẫu thổ cẩm em thấy là sang nhất, em làm cho các chị chốt. Thương Phan 2 áo 572, Cát Tiên 439, Quỳnh Anh 439. Kim Nga 439, Lan Nguyễn 439, Nguyễn Lan 439. Nguyễn Lan 439. 439 cho em giá 150.000 một áo, 230.000 một bộ. Tuyết Nguyễn 439. Phương Phạm 439. Hải Trang 439. Cho chị một áo này. Ok chị Thúy Khanh. Đưa cho chị Uyên Mai liền cho chị. 872 cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 872 cho em nha các chị nha. Cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 872 cho em nha các chị. Uyên Phạm Thị Thanh 872, Oanh Phạm 872, Hương Võ 872, Hằng Hồ 872, Nguyễn Hiếu 872, Ánh Trần 872, Holy Nguyễn 872, Ly Võ Thi 872, Phan Thu Trâm 872, Xuân Phạm 872, Nguyễn Thị Diệu Hiền 872, Tiffany B Nguyễn 872, Trần Thanh Thúy 872, Phạm Cúc 872, em hết 872 ạ. 150.000 một áo các chị ơi. 150.000 một áo cho các chị nhé. 150 một áo. 150 một áo cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em và các chị nhé. 447 cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 447 cho em.
quần là em hỗ trợ cho các chị, em đã giảm cho các chị một cái quần là 20.000 rồi, cộng thêm một đơn hàng hỗ trợ cho các chị một đơn nữa, một đơn trung bình bên vận chuyển sẽ nhận là khoảng 20-25.000 tới 30.000 một đơn nữa, là tổng một bộ đồ các chị được hỗ trợ bên em đến 50.000 rồi. Các chị ơi, không có thể nào gọi là hỗ trợ hơn nổi được nữa đâu, mà hoàn toàn là mẫu mới hết. Còn chất vải hả? Úi trời ơi, chất vải này đánh nhiều lắm rồi. Anh Phạm 447, Ánh Trần 447, Hương Võ 447, Hàng Hồ 447, Mai Thu 447, Kim Hoàng 447, Hoa Lê Nguyễn 447, Thơ Huỳnh Thị 447, Lưu Yến 447. Một 50 một áo, 2-30 một bộ nha. 10 mẫu như 10. Vậy là nguy cơ là tối nay không có thiết kế để bán luôn. 011 cho em giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 011 cho em nha các chị nha. Chị ơi nó đẹp. Ánh Trần 011, Oanh Phạm 011, Tuấn Đạt Trần 011, Đinh Hiền 011, Mai Thu 011. Kim Hoàng 011. Anh Phan 011. Min Bon Bon 011. Trần Nhãn 011. Vương Thủy Hương 011. Kim Lan Cát 011. 150 một áo, 250, 230 một bộ nha các chị nha. Anh chẳng lấy may cái này nữa. Mai Nhà May 011. Chẳng lấy may nữa. Trời ơi. 403 cho em. Mai Thu 403, Hương Võ 403, Vũ My Lan 403, Không Tên 403, Oanh Phạm 403, Nguyễn Thị Hoài Trang 403, Kim Nguyên 403, Thiên Ân 403, Lê Nguyên 403, Jennifer Đàm 403, Tiên Nguyễn 403. Còn 3. Lan Phạm 403, Kiều Linh 403, Ánh Trần 403 nữa em hết 403. 150 một áo cho em các chị ơi. 150 một áo, 230 một bộ nha các chị nha. Màu này ở ngoài của nó các chị biết nó là màu gì không? Đó là cái màu trend nhất của năm 2021 là màu cam đó. Cái này mà các chị chỉ cần mặc thêm cho em một là quần trắng, hai là quần đen nữa thôi chị. 509 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 509 cho em nha các chị nha. Duyên My Lê 509, Phương Võ 509, Ánh Trần 509, Mai Nhà Mai 509, Nguyễn Lan 509, Loan Phạm 509, Hoàng Oai 509, Cát Tiên 509, Oanh Phạm 509, Tuyết Nguyên 509, Lan Vi 509. Nguyễn Thị Mỹ Lệ 509. Còn ba. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 509 cho em. Hàng Hồ 509. Còn 2. Màu này ở ngoài của nó là màu xanh ke chai á. 50 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 50 cho em. Giá cho em là 150, 230 các chị ơi. Điểm
sao á, bên máy này của chế không hề con được luôn. Mấy cái này này em dùng và đi thăm một mẫu nó còn hai cái ba cái dùng khoảng một móc thôi. Hàng hồ 50, Ánh Trần 50, Dung Võ 50, Oanh Phạm 50, Mai Thu 50, Vũ Minh Lan 50. Mai Mai 50. Đào Anna Nguyên 50. Mấy cái mẫu này nè, nếu mà các chị may đơn giản nó là hoa nằm ở dưới chân và hai sổ tay sẽ có chút xíu hoa nếu mà các chị căng được cho thợ thợ căng được cho các chị. Còn không các chị may hoa khui xuống cho em y trên một thiết kế luôn, đẹp cực kỳ luôn á. 50 cho em, chế 150 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 50 cho em. Chắc phải là lụa tơ tầm thiết kế các chế ơi. Đây luôn, một trong những mẫu rất là đắt hàng luôn. Trời ơi, nó đẹp. Chiêu Nguyễn 50. Cái màu này ở ngoài của nó là màu xanh cổ vịt đấy. Mi Trần 50. Mà lại có hàng thiết kế nữa, u là chèn luôn. Nó đẹp chốt phần 63 cho em ha. 63 cho em, giá 150 ngàn một áo, 230 ngàn một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 63 cho em. Làm được bằng này hàng cho các chị là mất nổi công hơi bị nhiều luôn đó. Nhiều bà bán thì rất là nhanh. Tuyết Mai Nguyễn 50 xét, Phương Võ 63, Ánh Trần 63, Tô Thị Kim Nhàn 63, Oanh Phạm 63, Honey Nguyễn 63. Hàng Hồ 63, Lan Vi 50, Tốn Đạt Trần 63, Nguyễn Thị Vân 63. Uống cái cho các chị xem nhìn cho nó hoàn chén. Trời ơi, màu xanh cổ vị nó pha đẹp. Tài liệu học tiếng Anh 63 xét, Huyền Mít 63, Hoàng Hiệp 63, Phượng Nguyễn 63. Còn 3. Quá đẹp. Vũ Minh Lan 63. Còn 2. Trang Mi Nhon 63 xét. Còn 1. Thanh Huyền 63. 63 em hết nha các chị ạ. 150 một áo nha, 48 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 48 cho em. Giá cho em là 150 một áo, 230 một bộ nha các chị nha. Chất khoản là lụa tơ tầm thiết kế miến phí ship toàn quốc cho mình, không đẹp khỏi cần trả tiền cho Tú. Chưa? Hàng Hồ 48, Ánh Trần 48. Mai Thu 48, Mai Chi 48, Anh Phan 48, Tuyết Mai Nguyễn 48 xếp. Đẹp quá trời, quá đắt luôn. Nguyễn Ân 48, Thúy Trần 48. Trần Khôi 48. Máy này các chị chốt cho em là 862 này các chị ơi. Vũ Minh Lan 48. 862 cho em, giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt 862. Trúc Huỳnh 48. 150 ngàn một áo nha các chị nhé. Chắc phải là tơ tầm thiết kế các chế ơi. Ngoài là em phải về nhà trước. Em mang không biết có đeo đủ. Nguyễn Lan Phương 48, Vi Nguyễn 48,
Xuân Phạm 862, Ánh Trần 862, Mai Thu 862, Không Tên 862, Phương Võ 862, Holy Nguyễn 862, Quỳnh Anh 862, Kim Nguyên 862, Tú Vân Trần 862, Nguyễn Vân 48, Cát Tiên 862, Nguyễn Nhà 862, Oanh Trần 862, Xét Yên Nguyễn 862, 48 em hết rồi các chị ơi. Khuyên Hoàng 862, Jennifer Đàm 862, nữa em hết 862. Đẹp nha, quá trời luôn, đúng cái gọi là u mê không lối thoát luôn. 150.000 một áo, 230.000 một bộ. Nhưng các chị nào, chị nào lấy chị, các chị chốt 50 cho em. Quá đấy, 50 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy chị, các chị chốt 50 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ nha các chị ơi. Ở trên nó giống như những gì sao nó rớt xuống. Xin lỗi các chị, đắm cho em 194 nha các chị ơi. San Chi 194 xét, Dương Ngọc 194, Lan Chi Lê Thi 194, Nguyễn Liễu 194, Lan Nguyễn 194, Đi La Nguyễn 194, Nguyễn Lan 194 xét, Hàng Hồ 194. Không bán thiết kế cho các chị. Ngọc Bích 194 hầu như không bao giờ đủ hàng cung cấp luôn. Xét là cuộn 2m, khổ 1m6 nha chị ơi. Còn 5 Ti Nguyễn 194 xét. Vi Nguyễn 194 xét. Tuyết, bỏ cái tuyết hồng. Áo dài Ánh Hồng 194. 194 giá 150.000 nha chị ạ. 150 một áo, 76 cho em, giá 150 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 76 cho em luôn. Trời ơi, nó đẹp, thôi thôi. Phương Lan Trần 76. Tím ở ngoài của nó giống như dạng là tím cà, mà cà nhạt nhạt mà sang sang. Cái mẻ này các chị mặc sang lắm luôn. Minh Trang 76, Lộc Trương 76, Mai Nhà Bay, Mai Nhà Mai 76, Phạm Thị Cát 194. Giá cho em là 150.000 một áo. Lan Phạm 76, Kim Hoàng 76, Nguyễn Hiệp 76. Chất vải ở ngoài hỏi có mềm có đẹp không, nhận đi rồi biết nhé chị. Nhận đi rồi sẽ có được, phải khổ rất là chất rồi. Trời ơi, bán cho các chị mà không đẹp, không bao giờ bán mà bán lắc mua cho các chị.
mẫu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là phong cảnh hồng. Phong cảnh hồng cho em giá 150. Chị nào lấy thì các chị chốt phong cảnh hồng cho em. Cỡ lâu lâu các chị phải mặc một cái áo lụa mà nó có cái phong cảnh như vậy, nó cái đúng kiểu của áo dài Việt Nam luôn, rất là đẹp luôn. Không cần phải mặc cái gì hết. Nếu nghe các chị có tận dụng quần trắng với quần đen, em nghĩ ai mặc áo dài đều có cái quần đấy, chẳng có ai mà không có quần trắng với quần đen hết. Mặc lên cái thứ gì nó trẻ trung kiểu gì ấy, cái thế ơi. Trâm Nguyễn Anh phong cảnh hồng, Mai Thu phong cảnh hồng, Oanh Phạm phong cảnh hồng, Mi Trần 76, Phương Võ phong cảnh hồng, Vi Nguyễn phong cảnh hồng, áo dài ánh hồng phong cảnh hồng, Minh Lê phong cảnh hồng. Kim Hoàng phong cảnh hồng, Hương Tạ phong cảnh hồng. Thời tiết vào cuối năm như vậy này, những cái gì mà đẹp nhất, những cái gì mà mới nhất, và các chị thấy không, các chị ngồi các chị lướt một ngày mấy lần Facebook các chị thấy đấy, năm nay hầu như người ta mặc những cái màu nó sáng sáng khi chụp hình lên nhìn nó rất là trẻ và đẹp lắm luôn đấy các chị. Ánh Trần phong cảnh hồng, Lê Nguyễn phong cảnh hồng. Đừng có mặc màu tối nữa các chị ơi. Nguyệt Nguyên phong cảnh hồng. Còn ba Phạm Oanh phong cảnh hồng. Còn hai cho em 211 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 211 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ nha các chị. Thủy Doãn phong cảnh hồng. Cho em giá 150, chị nào lấy thì các chị chốt 211 cho em. Chờ lúc đầu em có cái vàng đồng đẹp lắm luôn. Thật sự cái này mà chị nào khoảng chừng cỡ 50-55 tuổi mà mặc cho em mà không sang nữa thì thôi luôn. Mai Thu 211, Nguyệt Nguyễn 211, Phương Võ 211, Thư Mai 211, Liên Kim 211, Lê Trinh 211, Kim Hoàng 211, Hồng Ngọc 211, Vi Lê 211, Quỳnh Anh 211, Kim Nguyên 211, Hồng Hạnh Trần 211. Nguyễn Xuyến 211, Trang Mi Nhon 211, áo dài Phượng 211, 211 em hết nha các chị ạ. Ngọc 53, Xuân Thái 53, Mai Ra Tuấn Ngọc 53, Hằng Hồ 53, Tuyết Mai Nguyễn 53 set. Mi Lê 53. Đoàn Điệp 53. Chị nào lấy thì các chị chốt 53 cho em.
bộ nha các chị nha. 850 cho em, chị nào lấy thì các chị cứ 850 cho em. Hôm nay em đưa cho chị cái màu vàng đồng đi ha. Phan Phạm 53. Oanh Phạm 850 xét. Thô Nguyễn 53. Trần 231. Chị Đoàn Điệp có 53 rồi chị ơi. Ánh Trần 231. Hoàng Anh Nguyên 231. Vi Nguyễn 231 xét. Anna Dương 231. Thùy Thùy 231. Tiên Nguyễn 231 xét. Tiên Võ 231. 231 cho em chị Ngọc Huệ 231 xét. Giá cho em là 150.000 một tháng. Thang Cầm 231 xét. Máy này các chị cho em là 70. Màu trơn của lụa gì? Ngọc trai nay mới về đấy, bạn mới đấy. Đài Trang 231, Nguyệt Nguyên 231. Đẹp quá. 70 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị có 70 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ. Với một cái giá này mà các chị nhận loại ngoài mà bảo mà không đẹp nữa. 53 là không đẹp. Không, các chị mặc áo kia nhẹ thôi. Niên Trần 53 xét. Nguyệt Nguyễn 70, Phương Nguyễn 70, Đỗ Ái 70, Nguyên Nguyễn 70, Ánh Trần 70, Tuyết Mon 70, Minh Phùng 70, Sa Sa 70, Mai Thu 70, Hằng Hồ 70, Heo Đất 70, Quỳnh Đinh 70, Nguyễn Vân 70, Không Tên 70, Vi Nguyên 70, nữa em hết 70. Đầu em bán này, em còn đúng 4 cái thôi, đẹp lắm. Chốt đơn ngay là được cho em. Ở ngoài của nó là màu vàng đồng nữa các chị. Và cái hoa của nó rất là sang. Đồng mà đồng hơi cam cam, đồng mà đồng sang dành cho mấy chị mà hay mặc đó, chứ không phải là đồng mà đồng phế đâu. 74 cho em, giá 150 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 74 cho em. Em còn có 4 áo à, ai lấy nha, còn chậm hết nha các chị ơi. Nè, đẹp cực kỳ luôn. Tiến Hòa 74, Hoàng Oanh 74, Tuyết Mai Nguyễn 74, Nhi Huỳnh 74, nữa em hết 74. Các chị Mai á, các chị khớp, các chị Mai một nửa như vậy cho em nè. Sắc luôn. Bảy tư em hết rồi các chị. Bảy này các chị chốt đơn cho em là 90 nha.
90 cho em, giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 90 cho em các chị ơi. Quần thì em vẫn nói rồi đó, em sẽ hỗ trợ cho các chị. Em cần các chị quần 80 ngàn một quần thôi. Quần nhà em là cắt các chị 2 mét. Các chị đi mua quần mét 2 cũng tính 5-6-70 ngàn đó, chứ không có ít đâu các chị. Phạm Hòa 90, Không Tên 90, Kim Hòa 90, Thanh Thanh Thảo 90. Mai Thu 90. Đình Tâm 90. Các chị ơi, khẳng định lại với các chị là bên shop em không có chế độ gọi điện thoại. Từ khi các chị gọi điện bằng điện thoại bình thường thôi, chứ shop em không có chế độ gọi điện thoại chị. Vì bên trang fanpage chỉ có nhắn tin thôi. Còn nhiều chị á bị lộn giữa trang nhà em là trang vải áo dài Cẩm Tú và trang vải áo dài Kim Kim nha. Và một phần nữa là nếu như mà các chị nói là đơn hàng của các chị có vấn đề gì thì các chị cứ việc báo, em sẽ cho các bạn hỗ trợ ngay và liền lại cho các chị bằng cách là nhắn tin. 572 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 572 cho em. Còn các chị nói là nhà em không bắt máy thì em vẫn thường nhắc các chị rồi là số tổng đài của nhà em là các bạn gọi 24/24 trong giờ hành chính, cho nên các chị gọi và sẽ không bao giờ nghe máy được. Nên là các chị cần gì thì các chị cứ nhắn em một tiếng. Đặc biệt những giờ live của em các chị cứ nói em một tiếng, em không cần phải trả lời các chị nhưng mà em đều nhìn thấy comment của các chị hết. Và bên em có hai bạn hỗ trợ lại nhắn tin lại ngay và liền cho chị xử lý liền luôn. Đơn hàng nhá. Còn các chị nhìn rất là nhiều chị bị lầm lẫn như trang nhà em và trang bảo giờ trên phim ấy. Thằng Hồ 572, áo dài Tuấn Nhạn 2 áo 572, Ngang Ngô 572, Trâm Quý Nay 572, Phương Võ 572. Ôi mẹ này mà không đẹp nữa thì thôi luôn đó. Mẹ hàng này mà nhận ở ngoài mà không nức nở lòng người nữa thì thôi còn tin nhắn của các chị nhắn mà các chị đòi là em phải trả lời cho các chị liền thì thật sự luôn là chị nào bữa nào cứ thử nhắn cho em một lần, tin nhắn nó nhảy một ngày 5.000 tin cho rồi các chị sẽ biết. Còn cái chuyện shop tin nhắn của các chị vì các chị nhắn tin thì chắc chắn sẽ có. Ok các chị báo là liền một phát 100 đúng không tốt nè. Mã này các chị chốt cho em là 665 nha. 572 em hết rồi. 665 cho em, giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em một áo và giá quần em hỗ trợ các chị 80 ngàn. Và đặc biệt nữa là các chị nhớ giúp em là các chị đừng mắc em phải kiểm tra cho các chị những đơn hàng các chị mua sau like nha. Em không bán hàng sau like cho mình hen. 665 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em. Số đơn hàng hôm vừa rồi mà các chị mua áo ngực á, nhân viên nhà em gọi cho các chị ngày hôm sau gọi một lần để lại tin nhắn trong Messenger cho các chị. Ngày hôm qua gọi lại thêm một lần nữa vẫn không nghe máy, nên xả hết toàn bộ những đơn hàng đó rồi. Cho nên chị nào ok rồi là hàng đi rồi và có nhiều chị đã nhận hết rồi. Từ giờ đến Tết là em nói với các chị, ví dụ đơn hàng này là ngày mai các bạn nhà em đã chốt đơn cho các chị, một ngày là hoàn toàn xong toàn bộ cho các chị luôn. Cho nên các chị cứ việc coi tin nhắn giúp em nhé. Phô Lan Trần 665, Tú Đạn 665, Nguyễn Thị Hoài Trang 665, Nguyễn Ngà 665, Tạ Xuân 665. Tuyền Kim 665. 665 cho em, giá 150 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 665 cho em nha các chị nha.
Mai Thu 665. Đợt này ít mẫu màu trắng. Thanh Cầm 665. Đợt này được 2 3 mẫu màu trắng. 665 cho em, thì nào ấy thì cái chị cứ 665 cho em, giá cho em 150.000 một áo. Một ngày xin lỗi được 1.000 rổi đơn nó làm còn xong luôn chứ đừng nói là 1.000 đơn đâu, 1.000 rổi đơn một ngày là mười mấy đứa nó chốt là một nốt nhạc luôn đó. 61 cho em, giá 150.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy chị các chị. Trâm Nguyễn 665. Thủy Nguyễn 61. Dạ em cảm ơn chị Hạnh Hồ. Thơ Nguyễn 61. Trâm Nguyễn Anh 61. Vũ Nghe 665 xét. Oanh Phạm 61. 261 này nè. 261. 261. Trắng lâu lâu mới có. Trâm Nguyễn 661. Trắng là phải rất. Lê Thủy 61. Hải Võ 665. Trắng là phải rất là sang. Liên Trần 61 xét. Rất là sang. Hồng Ngọc 61. Đạt Phạm 61. Hoài Trinh Trần 61. Mai Thu 61. Trắng là phải rất sang mới làm các chị ơi. Trắng mà lè lẹt mặc vào mà nó tên số là không bao giờ em làm một trắng cho các chị hết. Trần Mẫu 61, Xuân Phạm 61. Thanh Vũ 61, Jennifer Đàm 61. Hết rồi chị. 61 em hết các chị ạ. Mẫu này các chị nhìn trên live thì các chị tưởng nó là màu trắng nhưng không. Nó là màu xanh biển và biển phớt, rất đẹp luôn. Em quay sau cho các chị xem. 155 cho em luôn, chị nào lấy thì các chị chốt 155 cho em luôn, giá cho em 150.000 một áo nha các chị nhé. Thực tế đấy các chị không làm thôi, làm cái này chưa một hai bán 500 cái là chị rất là bình thường, bình thường rất bình thường luôn, bình thường như ở huyện, như ở xã, như ở làng, không bán thôi à. Hương Võ 155, Oanh Phạm 155, Trâm Nguyễn Anh 155. Cái mẽ này nè, các chị nhìn nó khi ướm lên thấy nó như vậy nhưng mà khi mặc lên thì rất là nghệ thuật đẹp. 155 cho em, giá 150.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 155 cho em. Còn Nguyễn Thị Sang 155. Đang đặc biệt hàng ở đằng sau là chất vải lụa ngọc trai. Màu này là hoàn toàn màu trong bản mới để bán khai trương với các chị, hoàn toàn mới hết. Em đâu có đọc tên chị đâu, chị Thu Nga Trần. Trần Chi 155. Bùi Hải 155. Em có cái mẻ thổ cẩm cam này đẹp lắm hả chị? Mẫu này em từng mặc rồi.
412, Phan Thu Trâm 412, Hồng Ngọc 412, Trâm Nguyễn Anh 412, Xuân Phạm 412. Thanh Cầm 412, Uyên Phạm Thị Thanh 412, Nguyễn Thương 412, Lý Trần 412, Thủy Nguyễn 412, Nguyệt Nguyên 412. Chị nào lấy thì các chị chốt 412 cho em còn 4. Miền Tả 412. Còn 3. Mẹ này là giống mẹ em với Kim ạ. Bùi Hải 412, Nguyễn Vân 412. Còn 2. Còn 2 hay còn 3? Còn 1. 649 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 649 cho em. Giá cho em là 150.000 một áo, 230.000 một bộ các chị ơi. Cho chị có đọc thể tín ở đây không? Có thể tín rất rõ không? Nguyễn Lan 412 xếp. Ngọc Nhàn Trần 649 xét. Mẹ này là giống mẹ em với Kim Mặc. Có mẹ của Kim Mặc luôn. Là mẹ này. Chắc cái này gửi về cho nó bán đi nha. Gửi cho nó hết 15 cái áo này nó bán đi nha. Lên khỏi bán. 649 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 649 cho em. Giá là 150.000 một áo nha các chị nhé. Áo dài Thanh Trúc 649. Đẹp lắm. Hoài Trên Trần 649. Mẹ này mẹ số nhiêu gì nhỉ? 700 rồi. Mời tắt lần nữa mà không may, kế may nhé. Xuân Nguyễn 649, Phan Vũ 649. Bảy 70 cho em, giá 150. Thì nào lấy thì các chị chốt 770 cho em. Còn có mấy cái hả các chị ơi? Còn có mấy áo? Lá Thủy 770. Thúy Bùi 770. Hồng Hạnh Trần 770. Còn 3. Được chưa các chị, nhớ các chị em hỏi em lụa ngọc trai màu xanh đen không? Đấy liền. Tú Đặng 770. 100.000 một áo nha các chị. Alo. Hồng Ngọc 649. Nguyễn Thị Hoài Trang 770. Ngọc trai xanh đen cho em giá 100. Em gieo xuống dưới số nhà 2140 ngay ở chỗ ngã ba cây xoài á. Tiền bán thì còn túi chị được không? Chị đang ở dưới đó chứ chị không có ở nhà. Là sao em nói chị chưa hiểu? 649 em còn chị. Thanh Nga 770, Xuân Phạm 649. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ lá này ngay dưới hai cây xoài là ngay chỗ số nhà 2140 còn không được rồi. Để chị cho người về lấy đơn hàng cho em tiếp theo đi nhá. Rồi vẫn là ở số nhà 2140, số nhà 2355 nhưng mà chị không có ở nhà. Nhà 2140 cũng được hoặc 2355 cũng được. Bây giờ em gieo chỗ nào thì em nói chị chỗ đó nè.
chai xanh đen không ai lấy hả đó. Ô là chị Hằng ơi. Ủa coi coi hình như shipper đang giao hàng cho mẹ lấy cái này quá. Các chị ơi, ngọc trai xanh đen cho em giá 100 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai xanh đen cho em. Tính mà không bán. Nhưng mà thấy màu nó đẹp quá rồi đây này. Rồi đợt này thử xem con. Nghiền luôn. Ô là trời ơi, nó đẹp tầm ngang ngửa với lại là ánh kim luôn. Ngọc trai xanh đen cho em giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai xanh đen cho em nha các chị nha. Nguyễn Ngọc Hường, ngọc trai xanh đen. Ngọc trai xanh đen cho em giá 100 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt ngọc trai xanh đen cho em. Và màu này cũng là màu mới luôn. Màu này họ màu gì? Chị biết là bỏ tay luôn. Màu này họ rất là màu gì? I don't know, tôi không biết luôn. Nó là dạng tiền loại sao mà xanh rêu rêu. Chứ còn thực sản thì không biết luôn. Còn màu này thì quá là đẹp rồi. Màu này là màu dạng như màu lá mẹ. Thảo đô này đợt này nó đậm như là màu của Tư Đại Hân đấy. Đẹp lắm. Và vàng nha các chị. Giá 100 ngàn một áo 2 mét của 1 mét 6 miếng phí chính toàn quốc cho mình các bạn là đủ mặt trai luôn các chị ơi. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh rêu. Đắm một từ duy nhất cho nó đơn giản để thôi, đắm nhiều quá mất công mình nó cũng lộn nha các chị. Miếng sao là chất vải đẹp và màu sắc chuẩn 100% và hàng mới thôi là được rồi nha các tình yêu nha. Xanh rêu cho em giá 100, chị nào lấy thì các chị chốt xanh rêu cho em. Cẩm Thúy xanh rêu, Oanh Lê kim hồng, Phạm Oanh hai đỏ đô, Phương Xuân hồng, Phạm Oanh hai hồng, Trần Tuyết hai đỏ đô, Phương Lan Nguyễn hai đỏ đô, Huỳnh Hương hồng, Hồng Hạnh Trần hồng, Thu Thủy hồng, Thảo Phạm hồng. Nguyễn Hiếu Hồng, Cẩm Thúy đỏ đô, Thanh Lan đỏ đô, Uyên Vi võ hồng, Huỳnh Hương hồng, bán lụa ngọc trai nha chị ơi, giá 100 ngàn một vải áo. Màu này các chị chốt cho ai em tuyết là màu Nguyễn da đỏ bò. Đô màu này các chị chốt cho em là màu da bò.
tơ tằm này này. Giờ mình bán còn nhiều quá, gửi hết cho Kim cái lô này với chị luôn đi, còn chắc hàng lô để làm thôi. Ngọc Quỳnh tím và hồng. Kim Nguyên xanh đen 6 áo. Rồi. Rồi ấy xong chưa? Bỏ cái ấy xuống cho cái dàn ở đằng sau lên cho chị thân ha. Cái dàn mango giống sao tặng cho chị. Phạm Hòa xanh đeo. Ừ, cho cái dàn tao tặng lên cho chị. Đèn bên gỗ giống sao tầm của dây đằng sau. Đưa cho cô cái màu đỏ đô của cái dung võ đỏ đô. Nguyễn Hiếu vàng. Hương thân hai đỏ đô. Trần Linh Chi hai xanh đen. Cái này cái đỏ đô này là cái mẫu là hoa cúc thập hạt này này, em có một áo này các chị dễ thương lắm, 100.000 một áo cho em nha, loại có đồ co giãn không có cần phải lo gì đâu các chị ơi, việc mà mặc thôi không phải lo lắng gì hết á, đẹp lắm. Còn các chị không may áo dài thì các chị muốn may một cái gì cũng được hết, đặc biệt luôn là không nhăn không xù giúp đường chỉ, có đồ co giãn cho các chị nhé. 42 cho em giá 100.000 một áo, chị nào ấy thì các chị cố 42 cho em các chị ơi. Có may sẵn sàng luôn thì không phải là không may đâu. Mùa này là mặt ở trong miền Nam em chả biết các chị ở ngoài miền Bắc sao chứ trời ơi, trong em các chị hỏi thử xem con Võ Vấn 42, Giang Nguyên 42. Còn nóng hơn hơn mùa nóng luôn á. Hương Võ 42. Kim Nguyên 42. Đẹp dễ mặc lắm các chị. Hoàn Thị Ngọc Sáng 2 San Reo 2 da bò. Phương Lan Trần 42, Nguyễn Hường 42, Nguyễn Hiền 42, Xuân Xuân 42. Nguyễn Nguyễn 42, Phan Thu Trâm 42, Làn Bùi 42. Bây giờ em còn bằng hành cho các chị mới thôi, đẹp hết luôn á. Giá em chốt đơn cho các chị 100.000 một áo nha các chị nha. Còn 9 áo chị nào ấy thì các chị có 42 cho em. Đó thì phải cho các chị. Ai cứ quên 42. Đây có sẵn luôn cho các chị xem. Phương Xuân 42. Liên Mai 42, Mỹ Dung 42, Nguyễn Tuyên 42, Nguyễn Hường 42, Ngọc Lan 42. Tối nay mặc nha các chị. Tối nay giờ là bắt đầu em quay trở lại em mặc áo dài cho các chị, có thể hết tuần này là bắt đầu em chỉ mặc áo dài thôi đấy. Tại vì em may một loạt đợt này này lại mới nữa là coi như là toàn. Thơ Nguyễn 42. Lâu lâu mà biển như ngày nào mà người nó mệt mệt tức là mặc mấy cái áo này dễ thương cực kỳ. Nghe Trần 42. Giá cho em là 100.000 một áo nha các chị. Thì nào lấy thì các chị đố 35 cho em. Võ 3 năm. Ba mươi lăm cho em giá 100. Uyển Dung 3 năm. Trung Mai Trần 42. Có một phần. Các chị lấy thì chốt cho em mã số 22. Phương Xuân 3 năm. 22 cho em giá 100. Chị nào lấy thì các chị chốt 22 cho em. Lan Vi 42.
Giang Nguyễn 22, Uyên Phạm Thị Thanh 3 năm, An Thái 42 và 3 năm, Thủy Nguyễn 22, Lan Vi 22, Hương Xuân 22, Huyền Trang 3 năm. Bò dẻ không cần phải lót, 79 cho em luôn, dẻ 100. Hương Võ 79, Thủy Nguyễn 79. Mẹ này cũng mới luôn này, từng lắm. 82. Nguyễn Dung 79. Trần Thị Mùi 2 áo 82, Dương Phúc Diễm 79, Nga Trần 82, Hương Võ 82. Thơ Nguyễn 79 và 82, áo dài Thúy Nga 82. Mấy này các chị chốt em số 7. Lan Vi 82. Giang Nguyễn 6, Giang Nguyễn số 7. Hoa Giá Quỳ số 7, Nguyễn Hường 42, 82 chất liệu mango nha chị, 511, Hương Xuân 79, 82, Nguyễn Nguyễn số 7. Lê Võ 511, Nguyễn Ngọc Hường 511, Uyển Dung 511, Tường Vi Lê 511. Đỗ Linh số 7 và 79. Ngọc Lan 82, Dương Rồng Hoa 42,